Chào các bạn, tôi đến rồi. Ôi, mọi người đợi lâu chưa? Minh Anh đây à? Sao bẩn nhà quê này, còn đứa đâu kia, bẩn thế vậy? Đây là con gái tôi. Thôi, ông đi về đi, ăn mặc bẩn thỉu mà đến đây, mất mặt chúng tôi quá. Thôi ông về đi, đi. Về đây con. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Alo, đến đón tôi ngay nhá. Con vào cái chơi á. Được rồi, chúng con mình đi nhá. Thôi anh ơi, dừng dừng lại. Anh ở đâu thế này đấy? Nhà tôi ở bên kia. À, nhà bên kia, nhớ thật nhá, trong nhà quê bẩn thỉu tôi đừng cho vào đây. Tôi buồn cười, cái chỗ công cộng ai vào mà chặn được. Đúng là chỗ công cộng đấy. À, tôi không đi cho vào. Không đi gọi bảo vệ, đấy nó trộm giờ đấy. Mày uống bơ đi.
Con không uống cái nước này, tí nữa bố mua cho chai khác. Trông xinh quá, chú cho cháu chơi với Như rồi. Ừ, được rồi, hai đứa đi chơi đi. Kiên ơi, cho em đi Tết cùng với. Bỏ tay ra, động vào bẩn hết quần áo của tao rồi. Đồ nhà quê, tao không chơi mày đâu, mày đi ra đi. Thôi đi thôi qua. Con gái ngoan của bố, bánh trưng bố sắp luộc xong rồi. Tí nữa bố sẽ may cho con bộ váy tắt đèn để con đi chơi Tết nhá. Vâng. Nào.
see myself from under.